Xin mời đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt phát biểu, đại biểu Nguyễn Văn Thi, đoàn Bắc Giang chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, tôi xin tán thành với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025 của Chính phủ trình tại kỳ họp. Từ thực tiễn của địa phương, tại phiên họp này tôi xin tham gia hai nội dung. Thứ nhất, về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong thời gian qua, với điều hành quyết liệt của Chính phủ, cùng nhiều giải pháp tổng thể được tăng cường, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, qua số liệu năm 2024 cho thấy, tình hình an ninh, an toàn giao thông trong cả nước tiếp tục có chiều hướng tăng, với 24.482 vụ, tăng 9,28%, số người bị thương 18.540 người, tăng 22,9%. Việc gia tăng tai nạn giao thông do bởi nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó đáng lưu ý đó là công tác quản lý điều khiển phương tiện giao thông xe đạp điện. Chỉ tính trong 9 tháng năm 2024, số xe đạp điện liên quan đến tai nạn giao thông là 478 phương tiện, chiếm 1,35%. Tuy số vụ tai nạn giao thông do xe đạp điện gây ra chưa nhiều, nhưng có nhiều vụ rất nghiêm trọng, để lại hậu quả thương tâm cho gia đình, xã hội, trước mắt và lâu dài. Với sự gia tăng nhanh về số lượng, chủng loại và người điều khiển chủ yếu là lứa tuổi học sinh, xe đạp điện là phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn và tai nạn giao thông. Với đặc tính kỹ thuật, loại phương tiện này khi di chuyển hầu như không có tiếng động, xe không được trang bị các thiết bị đảm bảo an toàn. Một số phương tiện còn được độ chế khác với thiết kế của nhà sản xuất, trong khi việc điều khiển loại phương tiện này chủ yếu là học sinh dưới 16 tuổi. Các em hầu như chưa được trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn, trình độ nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, tâm lý tuổi mới lớn thích thể hiện nên thường vi phạm các quy định của pháp luật. Trước tình hình rất đáng báo động trên, tôi đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định và các văn bản pháp luật hướng dẫn khi luật trật tự an toàn giao thông chính thức có hiệu lực. Trong đó cần chú ý đến việc hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động của xe thô sơ, nhất là xe đạp điện. Được quy định tại khoản 5 điều 35, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đồng bộ thống nhất trong việc ban hành các quy định về phạm vi hoạt động của xe thô sơ, theo địa phương quy định tại khoản 6 điều 36, trên cơ sở khắc phục tối đa những vướng mắc trong công tác quản lý xử lý hành vi vi phạm. Tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, lực lượng cảnh sát kinh tế, hải quan, thuế, quản lý thị trường trong kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và điều kiện kinh doanh xe đạp điện, đặc biệt là siết chặt xử lý đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, mua bán những loại xe không đảm bảo chất lượng trên thị trường. Chỉ đạo Bộ Giáo dục Đào tạo tiến hành đánh giá việc thực hiện chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trong toàn ngành, để tiếp tục có biện pháp triển khai thực hiện đủ mạnh để các em học sinh có kỹ năng, trách nhiệm khi sử dụng xe đạp điện tham gia giao thông một cách an toàn. Thứ hai, về lĩnh vực giao thông vận tải. Kính thưa Quốc hội, phát triển Tây Nguyên nhanh bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ xuyên suốt trọng tâm có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển các địa phương trong vùng và cả nước. Đây là quan điểm được Bộ Chính trị khẳng định tại Nghị quyết 23 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong những năm qua, vùng Tây Nguyên đón nhận được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ ngành về mọi mặt. Nhiều dự án lớn trọng điểm của quốc gia như dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa Trân Thành và nhiều hạng mục công trình khác được đầu tư triển khai từng bước góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên còn hết sức khó khăn, mạng lưới kết cấu hạ tầng liên vùng còn trong vùng còn thiếu, vì vậy rất cần sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ để tạo động lực cho Tây Nguyên tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, nâng cao sức cạnh tranh, kết nối thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp với các vùng miền trong cả nước. Tại phiên họp này, tôi trân trọng đề nghị Chính phủ: 1. Bổ sung dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, trên cơ sở ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc tại tỉnh Đắk Lắk và sự thống nhất đề xuất của các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông. 2. Quan tâm bố trí kinh phí để hoàn thiện dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh, đoạn km 1667-570, km 1738-140, quốc lộ 14 tỉnh Đắk Lắk. Đây là dự án do Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư vào năm 2014 với quy mô 2 làn xe, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Và đến năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt điều chỉnh dự án, trong đó bổ sung hạng mục xây dựng một đơn nguyên cầu 110, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, do Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ không được kéo dài, cho nên dự án đã phải tạm dừng. Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay khối lượng đã hoàn thành 88%, còn lại 12% chưa được thi công.
Trong thời gian qua, tỉnh đã có nhiều văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tham mưu đề xuất Chính phủ bố trí nguồn vốn và được Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ghi nhận đề xuất. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn còn dở dang, ảnh hưởng việc đi lại sinh hoạt người dân. Với mong mỏi của cử tri vùng Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng, trân trọng đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành xem xét. Tôi xin ý kiến, trân trọng cảm ơn Quốc hội.